con bé nào xử lý được tiếng bát. Lồng kiếm đôi đoa này là ở phòng làm việc nghe cái đầu to đi để nghe phòng cái nước để cái này em chỉnh lại chưa chuyện gì chưa nghe trộm tí chưa nhớ thư giãn cần gì là to. Anh bảo nhìn cái khung gác rồi loa chế Chuyển à, bé đèn.